huấn luyện viên Philip Chusi nhận tin cực vui khi đi tuyển quân cho U23 Việt Nam. Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng báo tin vui cho U23 Việt Nam và huấn luyện viên Philip Chusi khi đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng cú đúp bàn thắng ở vòng loại cúp quốc gia 2023. Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng đánh dấu sự trở lại sau thời gian chấn thương bằng cú đúp vào lưới Đà Nẵng ở vòng loại cúp quốc gia 2023. Chân sút 21 tuổi giúp PVS Công an Nhân dân Hòa đại diện V-League 2-2 trong 90 phút chính thức trước khi giành chiến thắng 3-0 ở loạt sút luân lưu để tiến vào vòng 1/8. Hai bàn thắng của Võ Nguyên Hoàng tới ở phút 33 và 47. Tiền đạo sinh năm 2002 phá 7 việt vị rồi lạnh lùng gỡ hòa 1-1 trong pha đối mặt thủ môn. Sau đó trừng phạt sai lầm của hàng thủ Đà Nẵng để nâng tỷ số lên 2-1. Huấn luyện viên Philip Chusi cũng có mặt trên khán đài và theo dõi màn tỏa sáng của Võ Nguyên Hoàng. Khi tới theo dõi trận PVS, Công an Nhân dân gặp Đà Nẵng, nhà cầm quân người Pháp đang trong thời gian đãi các tiền vàng để xây dựng lực lượng U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 32. Sự trở lại bùng nổ của Võ Nguyên Hoàng đến đúng thời điểm, U23 Việt Nam vừa trải qua Doha Cup 2023 với 0 bàn thắng và 7 bàn thua. Đây là giải đấu mà huấn luyện viên Philip Chusi chỉ có trong tay một tiền đạo cắm thực thụ là Nguyễn Quốc Việt. Võ Nguyên Hoàng là chân sút nổi bật trong lứa cầu thủ sinh sau năm 2001 của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo có thể hình cao lớn và lối chơi hiện đại từng làm việc cùng huấn luyện viên Philip Chusi trong màu áo U19 Việt Nam. Ở cấp độ U23, Võ Nguyên Hoàng từng là nhân tố chủ chốt giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia. Sau đó, tiền đạo này được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập để hướng tới SEA Games 31 nhưng bỏ lỡ giải đấu trên sân nhà vì chấn thương.